Một số bạn có hỏi mình là cách để nhập code dành cho game chiến dịch huyền thoại, thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn, đó là các bạn mở ứng dụng GAS lên, sau đó các bạn bấm vào khám phá đây. Tại đây thì các bạn sẽ thấy được hình của game chiến dịch huyền thoại ở đây, thì các bạn sẽ nhấp vào. Tại mục nhập mã deep code để nhận thưởng trong trò chơi thì các bạn ấn vào đây để mà đăng nhập. Rồi thì mình xin nhập mã code vào đây, chú ý là viết hoa trên dịch huyền thoại. Cắt này. 2C65 chết cha, ngu rồi, mình ngu rồi các bạn ơi. Rồi đây, ấn gửi. Hệ thống rồi rồi, ok, gọi lại xong. Giờ thì mình bắt đầu vào game để mà nhận thưởng. Nếu có thắc mắc thì xin các bạn hãy bình luận, để lại bình luận bên dưới, đăng ký để ủng hộ kênh. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.